Tên là Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, năm nay em 20 tuổi. Em sang Mỹ học ngành truyền thông. Em vừa mới nhận được visa vào sáng ngày hôm qua. Nói chung đây là lần thứ 3 của em. Lúc mà đi phỏng vấn thì cũng có hơi run một tí. Mà hôm đó thì đi phỏng vấn rất là đông. Xong em vô ngồi đợi thì em thấy, nói chung là em có nhìn xung quanh thì em thấy đa số là du học sinh đợt đó của em đi thì rất là nhiều. Đa số là mấy bạn học high school thì đậu nhiều hơn, với lại du lịch và định cư. Em thấy ảnh đánh máy xong với em mới kêu là hình như là em là người cuối cùng ở đây rồi. Xong anh bảo là anh biết điều đó. Xong cái em cũng cười, nói chung suốt toàn bộ phỏng vấn là em nói chuyện là em cười rất là nhiều. Nên cái rất là ảnh nhìn học bạ của em nữa. Nhưng mà tại vì điểm của em cũng không phải là giỏi, chỉ là điểm 6 chấm mấy thôi, chắc cũng tầm là khá thôi. Xong ảnh lật từng trang, ảnh chỉ từng điểm của em. Xong kiểu như là ảnh làm mặt biểu cảm như há hốc mồm lên vậy. Đậu rồi á. Nói chung cảm giác nó khó tả lắm, em cũng không biết mình nói như thế nào nữa. Thì trong quá trình làm hồ sơ á, chị Quỳnh là người làm hồ sơ cho em. Chung là chị tư vấn rất nhiệt tình cho em mà. Chung là em không có cái, em không có phải lo lắng gì về vấn đề hồ sơ đó. Em biết được công ty Tân Đại Dương là do em có một anh với một chị đã làm hồ sơ và đậu ở đây, rồi giới thiệu cho em thì em mới làm hồ sơ. Là em đã tới với làm hồ sơ ở đây. Em chỉ học lớp phỏng vấn với anh Bảo Anh là lần đầu tiên của em. Thế lần thứ hai với lần thứ ba thì em không có học. Em tự ở nhà em học. Chung là đi phỏng vấn thì các bạn nên tự tin, cười nhiều, với lại chung là đừng có để ý mấy cái người mà bị rớt ra nhiều á, đi bị rớt á, phỏng vấn á, chỉ cần biết mình là mình cố gắng là được, nên không cần để ý với những người xung quanh như thế nào. Mình chỉ cần chung là giữ bình tĩnh và đừng có run nhiều. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.